Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì xin để các bạn bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay, mùng 9 tháng 4 với những thông tin đáng chú ý sau đây. U23 Việt Nam gặp khó ngay buổi đầu ở Qatar, rõ khả năng trực tiếp trận đấu với U23 Jordan. Cổ động viên Đông Nam Á bất ngờ tố Việt Nam cố tình thua đậm Malaysia. Tuyển Việt Nam đi tìm huấn luyện viên mới, chờ gặp vận son như huấn luyện viên Park Hang-seo. Mời các bạn cùng đón nghe. Cổ động viên Đông Nam Á bất ngờ tố Việt Nam cố tình thua đậm Malaysia. Quý vị và các bạn thân mến, còn nhớ là ngày 6 tháng 4 vừa qua thì đội tuyển Phúc Gia Việt Nam giành thắng lợi giòn giã trước quân xanh Malaysia với cách biệt là 3-0 thuộc khuôn khổ trận giao hữu lượt đi chạy đà cho vòng chung kết Phúc San châu Á 2024. Đoàn quân của huấn luyện viên Diego Raul Jostoji đã bước vào trận đấu giao hữu lượt về gặp đội tuyển Phúc San Malaysia ngày hôm qua mùng 8 tháng 4. Dù là xếp trên 45 bậc trên bảng xếp hạng Phúc San thế giới, Việt Nam hiện hạng 39, còn Malaysia là hạng 84. Nhưng ở lần thi đấu này, đội tuyển Phúc San Việt Nam bất ngờ đều thua 1-3 trước đội tuyển Phúc San Malaysia. Cần nói thêm rằng là do mục đích phục vụ về vấn đề chuyên môn cho đội tuyển Phúc San Việt Nam chuẩn bị nhân sự và đấu pháp nên hai trận đấu với Malaysia đều diễn ra theo hình thức đá kín mà không có khán giả hay truyền thông. Mới đây nhất thì phản ứng về trận lượt về đội tuyển Việt Nam thua Malaysia thì các cổ động viên Đông Nam Á để lại những bình luận đáng chú ý trên fanpage ASEAN Football. Các cổ động viên hầu hết đều cho rằng là chắc là đội tuyển Phúc San Việt Nam cố tình buông để cho Malaysia dễ ghi bàn và giành chiến thắng. Họ cũng cho rằng là Việt Nam cố tình để cho Malaysia thắng cho đội quân xanh không có vốn liếng rút ra sau trận giao hữu. Thái Lan và Việt Nam đều đang dấu bài. Nhiều cổ động viên cho rằng là sát ngày vòng chung kết Phúc San châu Á diễn ra thì cả hai đội Việt Nam và Thái Lan là hai đội cùng bảng với nhau đều dấu bài. Không ít cổ động viên cho biết là không thể tin rằng là đội tuyển Malaysia lại có thể đánh bại Việt Nam. Chắc là đội hình của Việt Nam là đội hình B. Nhiều người thì cho biết là đây chỉ là trận giao hữu nên trận đấu giữa Phúc San Malaysia và Việt Nam như là một trò đùa. Vào tối muộn ngày hôm qua, mùng 8 tháng 4 thì đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Qatar. Và do vừa trải qua cuộc hành trình khá dài từ Hà Nội sang Doha, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ đưa ra giáo án với khối lượng vận động nhẹ nhàng. Vào thời điểm này thì thời tiết ở Qatar đã bắt đầu chuyển sang mùa hè, nhưng hiện là vẫn khá dễ chịu với nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 33 độ C. Tuy nhiên thì buổi tập đầu tiên của chúng ta đã gặp một rắc rối nhỏ, đó là việc có mưa nhỏ kéo dài trong suốt buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam, buổi tập đầu tiên tại Qatar chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Đây là điều hiếm gặp trong giai đoạn nắng nóng ở quốc gia Tây Á này. Buổi tập của đội tuyển diễn ra trong vòng hơn một tiếng đồng hồ với nội dung chủ yếu là các bài thư giãn gân cốt, vận động với bóng và kết hợp với việc chơi mini game. Ông Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự truyền đạt năng lượng tích cực đến các cầu thủ, giải tỏa áp lực tâm lý cho toàn đội trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bước đến thử thách tại giải U23 châu Á. Giới chuyên môn cho rằng là với kinh nghiệm cầm quân tại nhiều giải đấu của châu Á thì ông Hoàng Anh Tuấn sớm xây dựng kỹ lưỡng kế hoạch của đội từ sinh hoạt nội bộ cho đến các hoạt động về chuyên môn. Bên cạnh đó thì ông cũng tính toán thời gian tập luyện một cách phù hợp nhất với sự chênh lệch 4 tiếng đồng hồ về múi giờ nhằm giúp cho các cầu thủ có sự điều chỉnh cũng như là thích nghi tốt về nhịp sinh học. Ngày 9 tháng 4 thì các cầu thủ có chọn buổi sáng nghỉ ngơi và tiếp tục điều chỉnh nhịp sinh học. Đội trở lại sân tập vào chiều cùng ngày với các bài rèn kỹ chiến thuật và chuẩn bị phương án nhân sự cho trận giao hữu với đội tuyển U23 Jordan ngày mai 10 tháng 4. Và theo thông tin mới nhất thì trận đấu này diễn ra trên sân không có khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông. Ông Hoàng Anh Tuấn ở đây sẽ tạo cơ hội ra sân tối đa cho các cầu thủ để từ đó đánh giá rõ nét hơn về phong độ của đội nhằm có giải pháp điều chỉnh trong các buổi tập tiếp theo. Đồng thời thì cũng là căn cứ để hướng đến quyết định chốt lại danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ tại cuộc họp kỹ thuật vào ngày 16 tháng 4. Các bạn thân mến, như vậy là khán giả Việt Nam sẽ không được xem màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Jordan trong trận đấu tổng duyệt vào tối ngày mai. Vì vậy và những thông tin cũng như là kết quả trận đấu này thì kênh Điểm tin bóng đá sẽ cập nhật sớm nhất để gửi đến quý bạn ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn chú ý đón xem. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe tin trên kênh Điểm tin bóng đá.
Với tiêu chí là trung thực và cập nhật thì rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị các bạn bằng cách đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Tuyển Việt Nam trong công cuộc đi tìm thầy mới, chờ gặp vận son như huấn luyện viên Park Seo. Tuyển Việt Nam hiện là cần một huấn luyện viên trưởng mới có thực lực, hiểu và phù hợp, nên đòi hỏi VFF phải kỹ lưỡng trong khâu tìm kiếm. Không phải là dễ gặp vận son như với huấn luyện viên Park Seo. Cho đến thời điểm này thì những chiến tích của huấn luyện viên Park Seo để lại cho bóng đá Việt Nam là vô cùng lớn và không dễ vượt qua. Nhưng các danh hiệu và thành tích mà cựu thuyền trưởng người Pháp có được bên cạnh tài năng hay là cách xây dựng đội bóng của ông thì phải kể đến sự góp mặt của yếu tố quan trọng là vận may. Có thể thấy huấn luyện viên Park Seo tới lúc bóng đá Việt Nam đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ trung, khát vọng và tài năng trong khoảng 10 năm trở lại đây. VFF cũng may mắn vì chọn được đúng người, dù trước lúc đàm phán huấn luyện viên Park Seo không phải ứng viên ưa thích. VFF lựa chọn ông Zouzier thay cho ông Park Seo là không sai, ít nhất là về danh tiếng cho đến cả yếu tố từng làm việc tại Việt Nam hay cả chiến lược phát triển. Chỉ có điều là ông thầy người Pháp đã thất bại một cách khá nặng nề cùng bóng đá Việt Nam là bởi thời vận cho tới sự vội vã trong cuộc cách mạng về lối chơi, về con người, kèm theo đó là sai lầm trong việc dùng quân. Nói cựu thuyền trưởng người Pháp thất bại vì thời vận là không sai, bởi thực tế thì lúc ông Philippe Zouzier nắm quyền, bóng đá Việt Nam đang từ đỉnh đi xuống, nhóm cầu thủ được coi là chất lượng nhất cũng không còn nhiều động lực sau hàng loạt vinh quang đã giành được trước đó. Chưa hết thì bản thân ông thầy người Pháp cũng mất khá nhiều trụ cột ở giai đoạn quan trọng, nên thất bại gần như là được dự báo từ khá sớm, đặc biệt là sau quyết định dùng người, có phần là cảm tính. Sau thất bại tại Asian Cup, VFF dù vẫn rất tôn trọng hợp đồng, tin tưởng huấn luyện viên Philippe Zouzier, nhưng bên cạnh đó cũng có sự chuẩn bị nếu trường hợp xấu xảy ra, cuộc chia tay sớm với chiến lược gia người Pháp. Vì lẽ đó nên hiện tại thì VFF đang không thiếu các ứng viên muốn ngồi vào ghế nóng đội tuyển quốc gia Việt Nam thay cho ông Philippe Zouzier trong thời gian tới, với hàng loạt huấn luyện viên danh tiếng rất thành công. Dư giả ứng viên nhưng để đưa ra quyết định cuối cùng, xem ra thì VFF cần sự thận trọng, cân nhắc nhất có thể là thay vì chọn sự hào nhoáng về thành tích trong quá khứ. Càng không thể chọn ồn nào giống như khi chốt hợp đồng cùng với huấn luyện viên Park Seo, vì đơn giản là vận son không phải lúc nào cũng xảy đến với chúng ta. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.